Ồ, một con sao biển kìa. Sao biển như loài gặm nhấm phá hoại san hô nha các bạn, nên thường đi lặn á, không nên đụng vào bất cứ sinh vật gì. Nhưng mà vì cái loài sao biển này là cái loài gây hại cho san hô, và nhất là cái vùng biển này cần bảo tồn như là vịnh Nha Trang này, thì tôi nghĩ chút đụng vô chúng cũng không sao. Thân của chúng á, cảm giác nó hơi nhớt và mềm nha, và nhám nhám chạm vào nó cũng khá là lạ tay. Đúng lý ra là chúng ta nên bắt bớt để san hô Nha Trang có thể phục hồi nhanh hơn, nhưng mà chắc là nếu mà bắt hết sao biển thì cái vùng biển này nó đã khá hiếm sinh vật rồi, càng ít sinh vật hơn nữa, cho nên là những người khách lạnh thì càng ít sinh vật để xem, nên thôi kệ đi, cứ để cho chúng tự sống tự nhiên.